Chào các bạn nha, hôm nay cũng ra cánh đồng quen thuộc nha các bạn. Đây dòng sông Bích nè, anh em mình sẽ bao lưới nha các bạn. Đó thì hôm trước anh em mình bao ở xa xa ở dưới mé cái hàng cây dưới nha. Hôm nay anh em mình sẽ chạy xa ra chút xíu nữa nè. Hồi nãy đi trên đường mình không có quay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cái đoạn anh em mình xuống lưới nha. Hồi nãy giờ mình phụ anh em mình xuống lưới rồi, tại vì cái đoạn đó mình sẽ phụ, mình không có quay được nha các bạn. Đây giờ anh em mình vẫn còn bao dưới sông nè. Đây, mình mới lên mình quay lại cho các bạn xem nha. Đây lưới đã xuống dưới sông nha các bạn. Đó dắt lên mấy cái lục bình này nha. Rồi để tôi căng lên cho nè. Bây giờ xuống dưới dòng lưới nha, cho nó lên đọt lục bình nha các bạn. Đây mình phụ bên tay nữa, kéo vô cho nó căng tay lưới lên. Rồi tôi neo vô cái cây này đỡ nè. Nước hay giờ nó lớn, nó bọc qua đó. Bọc cái túi lưới qua đó. Dạt cái miếng ngoài này cũng lên luôn. Ở đây trong này tôi cũng có cuốn chì lên hồi nãy rồi. Lên luôn. Rồi. Dắt lục bình lên hết rồi nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ lên cái đường chì mé trong này ém lại nha các bạn. Ém như thế này nè. Mình sẽ vớt lục bình đó mình bỏ vô cái giữa mé này nha các bạn, xong rồi mình kéo chì vô, kéo chì vô hết đàng hoàng cái mình bắt cá nha các bạn. Thì hiện giờ tới cái đoạn này mình sẽ ngưng nha, mình ngưng mình phụ anh em mình hốt lục bình đi, chút xíu bắt có cá rồi mình quay cho các bạn xem nha. Chào các bạn nha, bây giờ đó đó cá lên các bạn thấy không, đó tung đã quá. Cái này là giờ chuẩn bị sắp xong nha các bạn, hồi nãy là mình phụ gom còn đoạn này nữa là chút nữa mình vớt hết mình lên bắt cá nha. Đó, hồi nãy có con nó mới nhảy lên, mình cá lóc các bạn ơi. Còn đoạn cuối đây, anh mình đang hốt lên đó, đằng kia nữa, sắp xong rồi nha các bạn. Nãy thấy cá là nó cũng có quặn quặn rồi đó, bự không? Đó 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 quặn nè. Không, cái này chì lên cao rồi, hết hết sợ rồi. Đây. Mày đâu không? Đang uống nước nặng kìa, cho uống nước nghỉ xíu đi. Đó đó, giờ cái đoạn đó thấy cục cửa. Bây giờ anh em mình chuẩn bị lên cá nha các bạn. Đây. Bự không? Rồi đó đó đó, tung đó lên cực lóc quá đã. Đưa cái vỏ lại. Bắt luôn, bắt luôn. Bắt luôn, con này còn bự hơn con hồi nãy mà xong ngoài nữa kìa, bắt liền đi. Gãy cái khùng đó. Quăng lại này luôn vô coi. Đó, nó còn nữa kìa. Ừ, đây nữa nè, trời ơi. Coi chừng nó chạy vô. Nè. Đưa cái túi lưới vô lửa vô nè. Ủa, đây con còn bự hơn nữa đây luôn. Đó đó, anh tóc lên. Coi chừng ra ông Tấn ơi, ra thiệt trời. Rồi, quay đầu lại rồi. Đưa cái con này vô đi, từ từ. Đó. Nắm đi từ từ, đó luôn đó vô. Các bạn ơi, con này hơn cả ký chứ đừng giỡn nha. Quá đã rồi các bạn ơi, đó. Xách lên cây cậu cậu. Thôi, cho ông cầm đi cá bự đó, chút cá nhỏ bỏ vô xách. Con nào? Đây nè, ngay tay á. Đâu, bắt luôn. Đây nè, còn ngang tắn đặng con cũng bự nữa kìa. Đó đó. Bỏ đi. Tí tí, thành bao cho ba bỏ vô tí. Cái gì nữa à, đang đứng đây, xách đặng luôn. Hai ba con này nè. Bự bự đâu không á. Kéo chì cao lên đi. Cá này đúng tình luôn chứ. Bắt đầu vụ tới giờ mới thấy hai cặp cá mấy bự mập nè. Bự. Bốn bắt con cái gì à? Kéo chì kìa. Kéo chì lên. Nó dặm hết chứ. Dặm. Đó đó con nó còn bự hơn nữa kìa. Trời ơi, ba bốn con cái ta cái chơi vậy? Trời ơi, trời ơi, coi chừng nó chém á. Cái tê. Gấu rồi. Phụ lên rồi. Vô rồi các bạn ơi. Giờ mình đang kéo lưới ra bắt cá các bạn. Giờ là mình đưa cái thùng lưới lên nha. Đó, đó, con cá trêu. Bóp. Chạy. Còn cá lóc, cá lóc nữa kìa, cá lóc nữa. Ôi. Từ từ cháu cũng nhờ. Bắt mấy cá lóc bự bỏ vô trong cái túi này. Mập nè các bạn ơi. Coi chừng nó chém thiệt á, bà bố. Mập mập. Lại đây là bốn, lại bắt cái bốn. Từ 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 từ
nào cái gầu không bạn ơi. Chưa được. Nhiều người là cứ làm nó rấu, cứ từ từ bắt mấy ai. Đưa cho cậu Lý ông bỏ vô. Nè nè, đưa xuống. Nó nắng này ngon ghê ta. Cá mập yếu lắm. Cái lai, tàu vô con cá này còn 2 kg có. Hơn á, cá mập khiếp khiếp vậy. Còn mấy túm xa xa lên đây bắt đi chứ con cá nó đâu có nắm hết ở đâu. Hết gì, nó giải gớt liền. Hoặc là lùa nó vô đi. Ờ, lùa nó vô con tán. Lùa đi, từ từ cậy nó. Đó. Cá bắt không được phải lừa vô kìa. Các bạn ơi. Sát sát luôn coi kìa. Có thấy không á? Đó. Các bạn ơi. Vô. Ý con cá tuyệt lai quá cỡ. Đây đây nè, phải. Lóc 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 đó các bạn ơi. Bắt cái. Lóc con bãi ơi, cho lóc. Đây 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 bãi, đây còn bãi. Còn. Cô phi quá bự. Còn không? Còn. Nhảy lên trên đi làm gì ta? Đang kéo cái chì ra. Đây đây. Còn cái nè. Không cho chị lên còn con cá lóc bự nữa đó. Tại nãy này giòn giòn quá nó nhảy nhảy đây đâu không. Nè, 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 dấu này nè. Kéo lên cậu. Nè. Nè các bạn ơi, cá lóc đây các bạn ơi. Con đó nhỏ. Lên trên đi. Lên trên đi bắt phụ đi. Ừ, mày lên trên. Thôi ông lên phụ đi cho nó lẹ. Có cá lóc kìa, nó gói lại. Té hả? Dạ dạ. Cái rồi các bạn ơi. Cá rô à. Nó bắt nó lại á. Bước lại đây kìa coi. Không cái ngạnh nó bén lắm, mình phum xuống là chĩa ngay mà. Nè cá nhỏ nhỏ bỏ đi. Ném vô đụng bắt đụng vô cũng muốn chết mình. Đụng những tên là mình đẩy cái tay xuống chứ. Còn cá trê. Ôi cá trê vàng có chân ga. Giỡn. Đây nè, bãi. Giỡn đâu mà giỡn. Thẳng nước đây luôn bãi. Bắt cho hết gốc đó luôn đi. Mưa rồi ông nậu. Có luôn đi tiểu đường không? Có. Hàng chiến không cầm máu hả? Không còn cái túi đó, hình như nãy có mấy con cá nhỏ nhỏ nữa đó. Ôi tao cái đường chì nó nghe cái mê quá à. Mẹ cái nọc cái con phi này là mẹ nó có nọc hả ta? Đâu ta? Chạy có tại, tại vì chích vô sâu. Đây là bốn loại đây thôi. Rồi. Bỏ hết không? Cái túi đó coi. Không có cho nó ra đàng hoàng. Rồi bây giờ lên cái túi lưới này nữa coi. Có không đây? Cái này có bả hèm nha. Đó đó một con cá lóc bự nữa kìa. Các bạn ơi, quá đã. Anh em ơi. Cá gì cũng có nhiều lắm các bạn ơi. Quá đã. Ý đang con nữa nè nè. Trời ơi. Không con này sống luôn, bự bự không à. Các bạn ơi. Lên luôn. Đúng chuyến này rồi. Con cá này nó chạy ra. Từ từ có đứng khơ khơ lên trên này để nó chìm xuống nắm cho chắc, nắm chắc nha. Đó cá lóc bự kìa, đó một con cá lóc nữa, cá lóc đây con nữa tắt. Ông dở chì theo luôn rồi đó, đó bỏ lên đùi chân á. Đó con ốc hẳn gì bự quá kìa ông Hon, nghe đó lụm cái còn sống không. Hãy đưa cái này sách cho, đưa sách cho, bỏ vô đây luôn. Đó đó cái mẻ lưới này ngon nè.
đây đầu đụng lên nha các bạn, đó có lóc nữa kìa, bỏ lên cái đó hai bà con cá nhỏ nhỏ bắn không à, không dám đâu, còn mấy con bự là gốc kia nữa kìa, tại lớn mới lên có gốc thì chưa được 10 thước nữa nhỏ mà nhảy ra hoài rồi còn gì nữa, cá bắt hoài bắt ngược vô cá bự anh bắt được, cá nhỏ anh bắt không được nè, dục vô cái vỏ đi cho nó dễ, vòng vòng tới đây đi, lâu lên hết rồi, ăn cái chuyện khác đổ không có đâu, không dám đậu cái thêm chơi ba, chơi ba chơi hả, nè dục đi vô ba, dục cái đó luôn đi, nhỏ chơi chơi nướng dầm xài chơi đây chơi chơi được chưa nè bạn, nè cá lóc chơi chơi đây nè, đây nè cá lóc bự kìa, hai tay cũng kìa, hai con luôn đó, đó cá trê cá lóc nhưng mà cá trê rồi đó, nó nhờ có mấy cái đọt tàm của ông đây nè, đó cá lóc sao ngày mai ông bao đồ dưới không, đồ dưới gì nó không ngon mà chỗ này cũng bao nhiêu giác lý chỗ này hôm đó trúng hết, không thì lên chơi kéo lên. Gì còn xa dữ các bạn. Ừ, còn dài, còn dài. Đây nè, lên tới tuốt cái tàm trên lần đó. Kéo chạy lên đây còn cá nè. Rút đi cá sặc quá trời, ui con cá lóc nữa đây. Còn hai ba con đây nè. Vậy là kéo cái chì lên đi. Ơi, đó. Nó chạy. Nó chạy vòng vòng trong lưới à. Đó. Rồi. Lóc thành ra. Đó, tao bắt tao được, tao đâu có để xịn. Bắt. Ở gì cũng có sao bắt đâu. Bỏ đủ chảo hết hả? Sao đủ. Sao hờ anh ba ông mua lưới này mà còn mất kia không nữa kìa. Chặt bớm đủ là bỏ đi bắt. Rồi không bỏ cắt khúc đây nè không. Cây bây giờ lên cái đoạn này tiếp nữa nha các bạn, đó đó đó, còn gì phải giống nữa, nhiều mà đó đó, cá lóc lên kìa, lên bút lăn lên coi chừng cái đường chì, bắt luôn, bắt trước con cá đây, kéo đường chì lên cái lên cái bông cây lóc đó, cá lóc bự kìa, ngay tay đó, đúng rồi đó, đúng rồi nè, cá lóc một bình lên cái kéo cái chì ra không Hùng, chừng nó lóc xuống đó cái là anh đi ra đó, ló đuôi đó, còn con lại đây nữa nè, dạ vậy hả, cái tê cá lóc nãy còn có tê nữa, rồi còn một cục nữa mà, đúng rồi tính ém đoạn đó lại rồi ém gì cần ba cái ốc không đặng ém ém bị nhầm rồi, ém một đống bùn không có con ốc nào luôn đây, giờ mình sẽ lên đoạn này nữa nha các bạn, đây mình cắt từng khúc, kéo từng khúc lên nha các bạn, nó, cho nó lăn lên luôn. Đó, cá trê vàng kìa. Cá trê vàng kìa. Ui. Dính đi đó. Cá lóc các bạn. Đây, quá đã.
quay sau lưng nè, tí qua đây tí. Ông già ông đang cầm cá lóc lên nè, bỏ trước chơi. Còn hồi bãi anh cứ đùa đùa cái trời đó. Ôi hoài lứ. Đó cho anh vô đi. Chém cái cũng sướng lắm á. Anh không dám bóc quá cho anh sợ cá chích anh. Bỏ vô cho đủ cặp. Con cặp cho anh vui. Để buồn. Nè lẩm mấy ngóc cha. Sắp đâu. Chút xong cũng lầm à. Vô sắc. Có cá lóc ló nữa nè. Nhỏ. Thấy cái đuôi sọc sọc nó bự lắm. Sao nữa anh bãi? Bây giờ lên đoạn này nữa nha các bạn. Đây. Đây chắc thưa hơn à. Cá dồn hồi nãy là đầu đẳng. Cá dồn là hồi nãy đầu đẳng, bởi rất đầu đẳng nhiều. Nước chảy rồi đó. Rồi cái đầu này hồi nãy lưới xuống phao nữa chứ. Tụt phao xuống. Đồng lên lên là đồng nữa rồi. Này công nữa rồi. Giờ mới kéo cái chiều cũng được. Lưới này bao. Kéo thì đi. Anh hứng anh lên rồi chắc. Làm thôi bữa ăn giác được rồi. Hết cá hết hàm các bạn ơi. Hết hàm đoạn tên này chắc nó ít lại đúng rồi. Thập luôn vào. Dòm nó đâu đặng ra. Dòm nó đâu đặng ra. Từ từ. Đây còn mấy cái gô. Cái sạch. Đây giờ còn cái đoạn cuối này mình sẽ lên hết luôn nha các bạn. Có cá không? Nó dòm qua đầu lưới bên kia bắt nhiều. Có này. Đoạn này không? Có nè, bốn. Đây có nè bốn. Đây đây. Khoan đi, khoan lên đi. Cả đây, đây có mấy cái tàu nè. Thì chặn nó làm đôi đi. Chặn nó làm đôi đi. Rút mấy cái đó hết đi. Đây. Mấy con cá lóc nè. Đưa bút. Đó, cá bự kìa. Cá bự bắt, bắt trước đi. Đưa 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 cái túi vô đây tí tí. Đó, hai ba con này. Ui, cá tơi nữa. Cá tơi, cá lai lai nữa. Cá tàu lóc này nè. Đó rồi. Gió sao lưng. Một lần nếu bắt lưới gì cua tại đất nữa nè. Một lần kéo lên nậu lụm trong lục bình không cả ký. Không bỏ cái tơi đi ra, cái tơi bự quá. Đây cá lóc nhỏ nhỏ nè, mấy con ló lên nữa. Con bự kìa, lăn lên luôn đi. Lăn luôn cái đoạn kia, không lên bờ luôn coi. Có đi giác còn tông không không? Không. lên bãi, lên bãi. Bãi lên nào bãi. Nay cá nó còn nằm. Đi không mặt đợi, không? Nhưng mà bắt ở trong này ngon hơn xong nãy bờ kia. Đâu rồi túi lưới rồi không biết. Nè. Đứng lên nha ông Hồng, đứng lên mới bỏ vô được. Cái cây cày tên lòn quá anh dày đi. Có tay lai ra lưới rồi đó. Có tay lai ra lưới rồi đó. Lai. Đây con đâu bố. Bắt đi chứ. Lai. Lai chứ cũng cả ký kìa chứ đó. Nè đây con nè. Cá lóc. Đây nè, sau lưng bên đây, bên đây. Đó. Đéo một cái đinh nổng. Lóc. Này từ 7 kg đó. Cái lóc. Chết luôn. Bọc. Chết rồi. Anh đó nhỏ quá anh dài miệng vô trong lưới anh ngợp. Ngợp cho nó. Con cá trời vàng lú cái bụng lên kìa. Không bỏ ra sau lưng mốt mấy cái đó bấy xuống rồi nó thành bả hèm nữa. Bỏ đó cá trời vàng kìa. Vàng lừ luôn. Ú, má cái tay này rui được nè. Không mà nó vàng như vàng hùm vậy ta. Cái tay vàng đúng mức luôn. Mày mốt anh lên đây, mày mốt lên đây đào cái ao nuôi. Cái con nào có dưỡng lại thả vô ao. Còn mấy cứ bỏ vô tao mới thải chút tính. Rồi, giờ mình bắt cá xong rồi nha các bạn.
Đây là cá lóc, cá trê nè các bạn. Đó. Wow, con cá lóc quá đã. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.